Hello anh em, đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha. Thì hiện tại mình đang thay nhớt cho con xe BR250RR. Thì sẵn tiện quay cho anh em xem luôn và giao con xe đó cho anh khách. Đang thay nhớt cho con xe BR250RR và giao cho anh ở ngoài Thái Bình, tại vì ảnh không biết xài nhớt nào tốt nên mình thay nhớt xịn cho ảnh luôn đó. Và nhớt đang rã nè, cho những anh em nào mà không biết nha, còn những anh em biết rồi thôi nha, thì ốc nhớt của xe BR250RR nó nằm ở đây nè, đó, nó nằm ở góc rồi nè, đó, anh em thấy không, đó, nó nằm ở đó đó đó, từ hướng này đi qua đó là ốc nhớt nó nằm ở đó đó, anh em thấy chưa, nhìn thẳng vô đó cái lỗ cái nằm ốc nhớt đó, thở con ốc vô đây dặn là ra đó. Đó thì ốc nhớt nằm chỗ đó nha anh em đó. Rồi có cái con này á, là chưa tới kỳ thay lọc nhớt vì nó mới order có 1000 cây thôi đó. Mới order có 1.400 cây thôi nha anh em, xe rất là mới. Và con này á thì khi mà anh em thay nhớt á mà không thay lọc á thì từ 1.9 tới 2 lít, 1.9 tới 2 lít. Còn mà khi mà anh em thay lọc thì anh em đổ 2.1 lít hoặc là 2.2 lít đó. Anh em nào mà chưa chơi CBR mà chưa biết thay nhớt thì xem nha, cảm ơn anh em nhiều. Chủ yếu mình quay clip này là cho chủ xe ở xa xem thôi, là mình thay nhớt đồ đàng hoàng hết cho xe đó. Thì mình xài nhớt gì thì mình để cho anh em xài nhớt đó nha. Nhớt này mình cũng ưa xài luôn cho xe của mình, và cho mấy anh em xài thì mình thấy nó chất lượng của nó thì cũng bốc như Motul 300V mà nó mát hơn chút xíu, với lại giá thành nó rẻ, chỉ 380.000 một bình à. Đi nó cũng không có mắc bằng cái thằng Motul ha, nhưng mà thấy chất lượng cũng khá ok, ngang ngửa luôn, có thể cảm nhận thì có thể hơn anh em, có thể hơn. Thì moto thì anh em kỹ thì 2000 cây thay một lần, 2000 cây thay một lần, anh em để quá 3000 nó cũng không đến nỗi nào nữa đó. Thì trong các dòng xe thì cái con CBR250 này á là cái con có nhiều công nghệ nhất đó, thấy không, ga điện tử drive by wire nè anh em, thấy chưa, anh em xài ga điện tử xong rồi anh em lên mấy cái ga thường á nó nặng lắm, ga điện tử nhẹ nhạy đã lắm. Rồi ba chế độ chạy nè cho anh em ha, đây mình quay ba chế độ chạy cho anh em nè đó, sport nè, sport cộng là mạnh nè đó, rồi chế độ cuối cùng nè, comfort nè đó, ba chế độ chạy tour rồi muốn nhanh rồi bỏ mở sport cộng chạy. Rồi báo giờ là đồng hồ của CBR theo mình thấy rất là đẹp. Con này mình thấy luôn thiết kế nó đẹp cực kỳ, trong phân khúc mình thấy thiết kế nó cực đẹp, Honda quá là ok ha. Đó, con này hai chìa khóa đầy đủ nha, lát nữa mình lấy mình giao vào chủ xe luôn đó. Lên nè, miếng này bảo vệ nè của 250RR nè, anh em thấy không, rất là đẹp. Xe có đồ chơi sẵn, chống đổ nhìn rất là chắc chắn ha, nhìn cái chống đổ là anh em thấy biết chắc chắn rồi, bắt nguyên cái bát xịn luôn. Chống đổ này là thấy là cũng mở tiền chứ không phải ít đâu. Rồi móc treo đồ nè, chỗ này anh em có thể treo ly trà sữa đó, các bạn gái có thể treo ly trà sữa cho bạn gái. Biển số ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, quá là ok. Cái mà mình thích ở đây á đó là cây bô này nè, nghe tiếng rất là êm
rất là ấm, nhẹ nhàng, không có tan nát tình làng nghỉ sớm. Đây, Akamovic, cái này là ớt để chống phỏng nha anh em. Rất là đẹp ha. Carbon rất là đã. Nhìn chắc chắn đã mà đẹp, hợp với lại con xe. Đó, quay cho anh em xem. Rồi, thì cái chủ trước cái xe này là một người lớn tuổi, trung niên, cho nên ảnh lên những cái món rất là chắc chắn và bảo vệ cái phần xe của mình. Anh em nhìn vô thấy xe ken rồi ha, đó, RR nè, này nè, bịch xăng nè, carbon nè, rất là xịn. Nhìn vậy đó, nhìn đơn giản vậy đó anh em, chứ tốn kém lắm, tốn tiền lắm chứ không phải giỡn đâu. Mắc không á, còn vỏ mà khỏi nói. Xe này mua như xe đập thùng vậy đó. Đó anh em thấy không, mới tinh luôn, liếm được luôn, không một vết. Đây, thấy chưa? Thì con này max speed của nó có thể lên tới 170 trở lên nha anh em. Từ 180 đổ lại, khúc 170-180 tùy người này. Nhớ cũ của nó cũng khá cũ rồi. Đây, rất là đẹp, kể cả phần yên sau, mọi góc không thể chê vào đâu với cái con xe này hết. Đó, quay cho anh em ngắm, tự mình quay. Hôm nay có mình với lại đệ mình làm à. Mấy anh kia nó đi nghỉ dưỡng hết rồi. Đây, móc nhìn rất là ok, lên ít thôi nhưng mà rất là chất lượng. Chứ lên nhiều quá thì nó ấy, lên ít nhưng mà chất lượng. Vẫn đang thay nhớt nè. Chút thay nhớt xong sẽ cho anh em nghe tiếng bô nha anh em. Cái khung sườn của nó vẫn đẹp nữa. Khung sườn gấp, nó không giống như Ninja 400. Ninja 400 về ưu thế thì đương nhiên 400 phân khối nó sẽ mạnh hơn 250. Nhưng mà Ninja 400 thì cái gấp nó không có được đẹp nha anh em. Cái gấp của Ninja 400 không có được đẹp bằng cái gấp của CBR250. Đấy, 250RR. ABS trước sau, đĩa bự, không cần độ gì luôn. Cái đĩa trước nó khá là to. Con này phanh đĩa đôi thôi, khỏi chê luôn. Đó. Và nó hơn Ninja 400 ở chỗ thì nó trang bị những cái option trên cái xe, nó hơn Ninja 400, anh thấy không? Phục upside down của Showa nè, thấy chưa? Nhìn rất là xịn sò luôn. Có nhiều anh em chơi xe á, mấy anh em hay lên ốc Titan rồi cho mấy cái chỗ cái phục nè, nhưng mà cái này có sẵn luôn. Đẹp tuyệt vời, sẵn đẹp tuyệt vời. Thấy chưa? Ở Ninja 400 nó vẫn là phục thường nha anh em. Đó, thấy chưa? Đó, đẹp. Xe can là ốc nó còn bóng như bóng ngọc trên nó. Chỗ này có lên nha, bảo vệ các nước nè, rất là xịn sò, rất là chắc chắn. Mình rất là thích phong cách chơi xe theo kiểu này. Chơi xe theo kiểu này thì chiếc xe nó rất là bền bỉ. Đó, để cho anh em xem. Rất là tuyệt vời. Con sau là CBR 150 lên dàn áo 250 nha anh em. Cũng đã có khách cặp rồi. Đổ nãy giờ chưa thay xong. Mình sẵn tiện đề máy lên cho anh em nghe tiếng bô của Akamovic. Chạy nhớt ta, nhớt nó bơm lên luôn. Đây, anh em nào mà muốn lên bô thì nghe tiếng bô thử nha. Sẵn có thì làm cho anh em xem luôn. Nạt 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 mình. Nạt lên. Xong rồi đó anh em. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành giao xe. Rồi, cho anh em thấy xe ở ngoài ha. Rất là đẹp. Bây giờ mình
giao xe ra ga tàu lửa đó. Đây từ từ leo lên đây, hai chìa khóa rất là đã ha. Thấy chưa, này rất là tê luôn, mã vạch đầy đủ. Cái bô zin nè mình bọc lại rồi gửi luôn cái bữa bô zin cho chủ xe đó. Ủa mà anh đâu có thuê em làm mẫu đâu, em leo lên ngồi làm gì vậy đó? Em đâu phải em là hot boy đâu mà em leo lên làm gì vậy? Dạ nha mọi người, anh nên mình cho chứ chữ không có gửi gì đâu, mình cho mình gửi xe về ga. Chạy đó mập. Hả? Chạy theo ảnh hả? Thì mấy anh em nhiệt tình quá mới gửi xa thôi, chứ anh em thấy gửi xa nó là một quá trình luôn á. Thay vì những anh em chạy lên mình mua xe thì nó nhanh gọn lẹ hơn đúng không? Nhưng mà bây giờ phải đi gửi, nó một quá trình, nó tốn thời gian hơn. Nhưng mà tại anh em quý mến mình mới đi á. Nhìn ở ngoài rất là đẹp ha. Lên, dốc. Đây là không khí ở ga nha anh em. Đó, tàu lửa nè, thấy chưa? Tàu lửa ga Sài Gòn. Đó là mình chuẩn bị hút xăng mới gửi được nha anh em. Đúng rồi. Dạ. Hút xăng mới gửi được nha. Ở đây thì đóng gói lại cẩn thận, gửi đi nó ok hơn là gửi xe khách nha. Đó thì xe bao cho khách rất là cẩn thận nha anh em, cho nó khỏi chạy á, đảm bảo cái này là 100% là không có chạy xe của mình đó. Dạ. Bao vậy à, theo con thấy là rất là kỹ luôn á. Dạ. Đó, bao đủ thứ luôn á anh em. Đó. Dạ. Bọc kỹ rồi xong đóng thùng gỗ rồi vậy nha, mình để cho mấy anh làm, bây giờ mình phải về rồi, bye bye nha. Anh có xem clip này thì đó rồi vậy đi, đó mình để không gian lại nhường lại cho mấy ảnh bọc rồi, bye bye về mập.